Hello các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Aceton. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người là cái chương trình khuyến mãi cuối tháng để có thể hỗ trợ cho mọi người đây. Thì với cái trên bàn ngày hôm nay thì sẽ có rất món là siêu sale cũng như là sale giá sốc cho các bác để các bác có thể săn sale với nhá. Đầu tiên em có thể giới thiệu cho mọi người, đây là một cái bộ mà mũi vít đa năng của nhà Bluepoint. Tổng thể nó gồm 31 chi tiết. Bộ này là cái bộ mà gần như là sắp là cái bộ cuối cùng rồi. Là bên em đang có những cái bộ mà chuyên để review ấy, nên là có những cái bộ mà có thể vặn ra, nên là có thể là không phải vặn ra mà có thể là cầm nắm, nên nó sẽ bị han rỉ ở một mũi này để có thể là hỗ trợ mọi người. Tất nhiên là chắc chắn mọi người sẽ mua giá tốt hơn rồi. Bộ này ngoài thị trường đang bán là 680.000 và hôm nay thì giá khuyến mãi là còn 530.000, và 530.000 đấy thì sẽ tặng thêm cho mọi người một cái cần 1/4 inch, cần vặn góc hẹp của nhà Vessel. Mã hàng là TD74, cây này hiện tại đang bán 220. Và thứ hai nữa là một cái nối dài nữa của nhà 150m của nhà Andex. Giá em đang bán cái nối dài đâu đó cũng tầm là 190-200.000. Nghĩa là tổng thể 530.000 cho tổng thể là 3 món ở đây, 3 món ở đây các nhá. Thì nếu mà bác nào mà cần thì có thể trải nghiệm luôn. Giá nó quá rẻ và quá tuyệt vời rồi. Thì đây là cái bộ đầu tiên các nhá. Tiếp theo nữa là cái sản phẩm thứ hai em có thể hỗ trợ cho mọi người luôn là một con tô vít pin đi, một con tô vít pin. Đây là những con tô vít pin của nhà Vessel. Mã hàng của con này thì nó sẽ là 220B-1. Và với con này thì em sẽ tặng kèm cho mọi người là một cái đầu chuyển của nhà Andex như này. IH-150 em đang bán là gần 200.000 đấy. Giá là 749.000 cho một combo này, đúng nhá. Thì đây là combo rất là rẻ rồi. Và tiếp theo combo thứ ba thì em có thể hỗ trợ cho mọi người thì nó sẽ là một con tô vít pin bản mới nhất 220USB-P1 và kèm cây này, kèm một cây kìm cắt của nhà Tone, rồi kèm hai cái mũi vít rồng của nhà Tone nữa. Tổng thể thì giá vẫn là 1.250.000 cho tổng thể là 4 món ở đây. Ok chưa các bác? Giá nó quá là hấp dẫn rồi. Bình thường cái kìm cắt của nhà Tone KN150G này thì hiện tại hãng đang bán đâu đó tầm 450.000 cho một cái cơ. Mà tổng thể đây là 4 món với cái mức giá nó chỉ có 1.250.000 thôi. Quá là hợp tình hợp lý rồi. Tiếp nữa, sang mặt này thì sẽ có những cái là sẽ có những cái phần tiếp theo. Thì hiện tại em đang có một cái cây cờ lê dây đai chuyên mở lọc dầu. Cái này thì còn có một cái duy nhất này. Giá khuyến mại cho mọi người thì đợt trước như em có lên video rồi đấy. Giá khuyến mại cho mọi người là nếu mà chuẩn là phải sale 50% rồi. Cái này thì hiện tại đang còn khuyến mại là còn 399.000 một cái các nhá. 399.000. Giá rất là rẻ, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp nữa sang bên này thì sẽ có một con kìm quá chết dạng chữ C, kìm quá chết dạng chữ C. Cái này hiện tại em bán không, cái này đã tầm 850.000 đến 900.000. Các bác có thấy em lên video rồi, bản này là bản size lớn luôn, 300mm các nhá. Thiếp là CMO của Tone, mã hàng là VPC-300. Đấy. Và với cái dòng này thì các bác nhìn thấy là độ mở chiều dài lớn nhất của nó ở đây đều có trên này luôn. Và giá tiền thì em khuyến mãi mọi người là 649.000. Tặng kèm một cây mỏ led của hãng Supertool của Nhật các nhá. Tặng kèm một cây mỏ led của Supertool. Mã hàng của con này sẽ là Man 200. Con này thì giá ngoài thị trường đâu đó tầm 300.000 rồi. 350.000 tùy từng shop bán đấy. Đây, thì hiện tại giá đang rất là tốt và rất hấp dẫn cho mọi người rồi. Tiếp sang bên này nữa thì sẽ có một số dòng cờ lê dạng lẻ sai. Thì ở đây mỗi loại thì có một cái duy nhất các nhá, mỗi loại có một cái duy nhất thôi. Có những cái combo thì nó cả có là có một combo, có những cái combo thì sẽ có hai combo. Còn cái cờ lê lẻ sai này thì mỗi cái nó có mỗi loại có một cái duy nhất thôi. Đây là size 18, giá tiền là 180.000 này. Size 20 cũng giá tiền 180.000 này. Hoặc là size 21 cũng là 180.000. Đây, đồng giá cho mọi người ba size này. Nếu mà bác nào mà cần đặt thì có thể đặt luôn nhá các bác nhá. 180.000 cho một cái. Và tất nhiên cờ lê của ba cô thì quá nổi tiếng rồi. Đây là đối với dòng là vòng miệng dạng nghiêng góc 15 độ đúng nhá. Còn tiếp theo nữa là sang cái này thì đang có cây 25 này của nhà bác cô này. Đây là cái dòng nó vòng xuống thì nó sẽ có một cái dòng kiểu vòng trên, vòng lên trên như này nghiêng góc 15 độ. Còn cái dòng này thì nó sẽ là dòng vòng xuống, nó giống kiểu là có một loại A và một loại B, thì loại A là loại này, còn loại B là loại này. Thì B A hay không phải là nó liên quan đến là cái chất lượng nó kém hay không kém, mà cái quan trọng là B hay A thì nó phụ thuộc vào cái vòng nhựa, nó có thể là lên hay xuống tùy thuộc vào các con lai ốc khi mọi người sử dụng trong không gian các nhá. Đây là cái loại mà loại vòng nhựa nó vắt xuống. Ok mọi người. Thì giá tiền cây này thì đang khuyến mãi cho mọi người là 200.000 cho một cái, với cây 25 này. Cây 27 cũng là 200.000 cho một cái này. Tiếp nữa, cây 28 cũng là 200.000 cho một cái, và lớn nhất ở đây thì cũng là cây 29.
200.000 cho một cái. Ok mọi người. Đấy, những cái cây này thì bác nào mà cần tham khảo, cần trải nghiệm cây này thì có thể tham khảo ngay nhé. Giá đang quá tốt và quá hấp dẫn rồi, và tất nhiên là cái mức giá gọi là clear stock kho luôn các bác nhé. 25, 27, 28, 29, còn loại nhỏ thì có 18, 20 và 21. Ok chưa mọi người. Tiếp theo sau mặt này nữa thì sẽ có cái bộ mũi vít mà 54 chi tiết của nhà bà cô. Đây là một cái bộ mà em đã bán cho mọi người rất là nhiều rồi. Giá này thường đang bán là 850.000 cho một bộ này. Gồm mũi vít ngắn, mũi vít dài, đầu chuyển đầu vít, rồi là mũi vít thì có loại là hai cạnh, bốn cạnh, rồi là lục giác, hoa thị có lỗ, rồi loại dài thì cũng có là từ hai cạnh, từ bốn cạnh, từ PZ, từ hoa thị luôn, và hai cái đầu chuyển trên này. Và với cái bộ này, hôm nay khuyến mãi cho mọi người còn 690.000, 690.000, và tặng kèm một cái bộ. Tặng kèm một cái bộ vặn góc hẹp của nhà Vestel. Đây, bộ này thì em đang bán rẻ nhất là 199.000, còn ngoài thị trường các bác có thể thấy là nếu mà bộ này ngoài Hassitone bán thì những cái bộ này đang bán ở đâu đó tầm 300 đến 350.000 một bộ các nhá. Em không nói sai, các bác có thể lên Shopee có thể check xem giúp em là xem có đúng không. Đấy, thì hôm nay hai món như này, 690.000 cho hai món, giá quá rẻ và quá tuyệt vời rồi. Nên là nếu bác nào mà có chốt được chốt sớm nhá, bởi vì bộ này thì thứ nhất là bộ 54BC này em còn khá ít này, và bộ này thì em bán rất là chạy được rất nhiều anh em rồi. Tiếp theo sau màn này nữa thì sẽ có một cái là thước CS150 của nhà Baco này. Đây là một con thước Eke của nhà Baco, size 150, bản thép không gỉ. Và hôm nay thì sẽ khuyến mại cho mọi người chung một con kìm mỏ nhọn như này nữa. Thì hai món này với giá là 420.000 có nhá, 420.000, kìm mỏ nhọn dạng mũi cong của nhà WiHa, 420.000 cho hai món như này. Đấy, thì nó giá nó lúc nào cũng sale được 50% đến 60% đến 70% tùy từng món rồi. Quá là tốt và quá là rẻ luôn. Tiếp nữa sang này thì sẽ có là một con kéo cắt tôn của nhà Baco. Đây, con này cũng còn số lượng ít này. Khả năng cắt tôn, cắt tấm thép lên tới là 1.5 ly, và cắt tấm đồng lên tới là 1.8 ly. Và hôm nay 735.000 tặng kèm cho mọi người một cây kìm điện dài 20cm của nhà WiHa, 26711, đang bán ở hơn 300.000, 315.000. đấy, các bạn thấy là mức giá nó có hấp dẫn không? Thì nếu mà bác nào mà cảm thấy mức hấp dẫn thì có thể quất ngay em này thôi nhé. Giá em nghĩ là so với giá ngoài thị trường thì không có thể shop nào có thể bán được rồi. Ok mọi người. Tiếp theo các bạn này nữa thì sẽ có là cho anh em làm liên quan đến về vòng bi, vòng biếc các thứ này. Thì hiện tại em đang có những cảo vòng bi này. Thì đây là những con cảo vòng bi của nhà Baco này. Mã những cái mã này đều sản xuất tại Đức hết nhá, 4544-1. Và thứ hai nữa là có một con cảo vòng bi của Nhật nữa. Đấy, thì đây là một cái mặt cảo mà dạng mặt cảo đĩa của Nhật, của Suffer, mà mã hàng con này nó sẽ là BS1. Đây, Made in Japan. Còn con này là Made in Germany các nhá. Hai món này thì giá nó khuyến mại cho mọi người là 1.900.000 đồng. Đây, bác nào mà làm cảo thì dùng cái dòng này gọi là miễn chê luôn, bởi vì bản thân là sản phẩm nó quá là bền luôn. Đây, Made in Japan nó dập ở đằng sau này sao này. Em thì không nhớ rõ lắm. Đây, Made in Japan nó dập ở đằng sau này. Ok chưa bác? Đấy, đi tín chưa? Còn con này thì nó sẽ là ngoài vỏ nhá, ngoài vỏ nó sẽ thấy. Nên là nếu mà bác nào mà mua ở bên em thì chắc chắn là khi mà ngoài vỏ hộp mọi người sẽ thấy là Made in Germany nó to tướng ở đấy luôn. Ok chưa mọi người? Tiếp theo nữa sau này thì sẽ có một cái cảo lớn, một cặp cảo lớn đi. Cảo lớn ở đây hiện tại em đang có là thứ nhất là cái này, còn một cái thứ nhất này. Con CS300. Và kèm một cái cặp cảo lớn QC-115 như này, QC-150 này. Thì thứ nhất là các bác có thể là cảo kẹp nhanh các cái loại vật liệu khác nhau, như là gỗ, như là thép, hay là như cái vật liệu mọi người có thể là sử dụng tại nhà. Thì nó giống như kiểu một cái tay mọi người có thể là cầm kẹp nó chắc hơn so với tay của bản thân của người. Một là kẹp, hai là đẩy. Đẩy thì các bác có thể là sử dụng ngược lại, các bác có thể là đổi cơ cấu này ngược lại giúp em để có thể sử dụng với tính năng của nó là đẩy. Ok chưa bác? Đây, bác ấn ngược lại như này. Đấy, thì cái này nó chính xác là đẩy, để khi mọi người có thể là sử dụng với các cái trường hợp khác nhau, là ví dụ muốn cọ giãn cái này ra, không gian nó chật, không gian như này nó đang chật quá, mọi người muốn giãn cho nó rộng hơn ra thì mọi người có thể sử dụng là phương pháp là đẩy như này. Ok chưa bác? Và ba món như này, bình thường cây này nhé, bình thường cây này em đang bán là cây CS300 này, em đã bán, các bác có thấy là lên video đã bán là 700 mấy rồi. Nhưng mà hôm nay hiện tại là cây CS300 kèm một cái cặp cảo lớn này, cặp cảo lớn hiện tại bên em đang bán là gần 400.000 nhá. Và hai món như này thì giá đang khuyến mãi cho mọi người là còn 669.000 đó nhá, 669.000. Cái này còn duy nhất một bộ thôi, hết bộ này thì sẽ là hết và mọi người sẽ phải chờ cái lô hàng tới tiếp theo bên em mới về được để có thể hỗ trợ cho mọi người đó nhá. Tiếp theo nữa sau mà này thì sẽ có là một cái bộ tô vít của nhà Baco. Đây, một bộ tô vít của nhà Baco.
Nói chung bộ này thì nói chung là mọi người có thể thấy là miễn chê luôn. Với bản thân sản phẩm nó là cái dòng cao cấp nhất của nhà Baco với dòng tô vít bản tán thường như này rồi. Đây các bác nhìn thấy là giữa tô vít của Baco ấy với tô vít của hãng khác thì nó sẽ khác đặc biệt như nào. Với Baco thì nó sẽ có các cái dòng khác nhau là cán cán nhựa cứng này, rồi là cán bản nhựa mềm hơn một chút này, và cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng cán cầm Ego. Thì đây là cái bản cao cấp nhất, bởi vì là cán cầm Ego này thì nó đều được chứng nhận là cán cầm công tay học để giúp cho người cầm nắm và thao tác thì nó sẽ êm tay hơn. Và tất nhiên là ngoài ra cái dòng này thì nó sẽ giúp cho mọi người là khi mà sử dụng thì nó giảm thiểu cái khả năng mọi người có thể là bị chấn thương đó nhá. Thì bộ này thì nó sẽ gồm 6 cây với size cơ bản nhất là từ PS1, PS2 đối với là loại 4 cạnh, và dẹp như là nó tầm 3 ly này, 3 ly này, 4 ly này, đây đúng không? 3 ly này, 0.5 x 3 ly này, 4 ly này, 5 ly rưỡi và 6 ly rưỡi thì đều đang có trên này. Và tất nhiên là giá tiền bộ này nó cũng không hề rẻ, bởi bộ này thì bên dầu khí họ dùng cực kỳ nhiều luôn. Với BE98, mã hàng của nó sẽ là BE9881. Ngày thường em đang bán đâu đó tầm 1.3 triệu một bộ. Đấy, thì hôm nay 1.3 triệu một bộ thì nói chung là cũng gọi là để cho mọi người cái mức giá nó rẻ một chút là 1.290.000, tức là giảm 10.000, và được tặng kèm thêm một con kìm tuốt dây của nhà Tone. Với con kìm tuốt dây này hiện tại em đang bán đâu đó tầm 500 mấy. Ok chưa bác? Thì nói chung là cái mức giá lúc nào cũng được sale giá tốt hơn. Mua tô vít tặng kìm tuốt dây để các bác phải sử dụng đa năng và tiện dụng hơn mà. Ok chưa mọi người? Đấy là cái bộ tô vít thôi nhá. Còn tiếp theo sang đây nữa thì em đang có một cái bộ đầu khẩu của nhà Baco. Đây, đây là một cái bộ đầu tuýp dài 3/8 inch của nhà Baco. Với các bác có thể nhìn thấy là đầu tuýp ở đây thì nó sẽ chia ra là rất nhiều nhá. Từ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Nghĩa là full set từ 6 đến 19 và đầu khẩu là đầu khẩu loại dài luôn. Nên là các bác có thể là đưa vào cái không gian sâu và hẹp thì các bác có thể dùng những loại này giúp em. Và với cái bộ đầu khẩu như này, bình thường em đang bán đâu đó rơi vào tầm 1.8 triệu một bộ, 1.8 triệu một bộ. Tức là đâu đó thì ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cái đầu khẩu như này thì nó rơi vào tầm hơn 100.000 một cái, 100.000 một cái. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà với hôm nay thì thứ nhất là cũng sẽ khuyến mãi cho mọi người một mức giá nó tốt hơn là còn 1.690.000, tức là giảm được 110.000 đúng không? Giảm 110.000 thì mọi người sẽ có thêm những cái quà tặng gì nữa. Đây, thì giảm 110.000 thì sẽ quà tặng thêm cho mọi người là một cái khay đựng khẩu 3/8 inch luôn này. Cái khay này hiện tại em đang bán đâu đó tầm 400 hay 400 mấy đấy. Ok các bác. Thứ hai nữa là một cái cây cờ lê tự động 13 này. Ok mọi người. Đấy, cái này thì hiện tại đang bán đâu đó tầm các bác có thể là search giúp em là RM13 xem giá ngoài thị trường bao nhiêu nhá. Đấy, tại sao lại tặng Clay 13, lát nữa thì em có lý do ngay bây giờ đây. Thứ ba nữa là một cái đầu chuyển đầu chuyển để có thể kết nối sang cái cần tự động thành cái cần tự động luôn. Thì giữa cái Clay 13 này các bác chỉ cần kết nối vào một cái đầu chuyển như này thì nó sẽ thành cái cần tự động 3/8 inch, và tất nhiên là các bác có thể sử dụng cái khẩu này luôn rồi. Nên là tại sao em có thể khuyến mãi cho mọi người cái này. Đấy, cái đầu chuyển này đâu đó cũng rơi vào tầm hơn 200.000 cho một cái rồi. Tiếp nữa thì nó sẽ là một con khay từ tính để các bác khi mà mọi người vặn khẩu hay mọi người đựng cái ốc ra thì nó sẽ không bị rơi rớt, không bị mất mát đi đâu. Thì đây là một cái khay từ tính của nhà Blue Boy. Khay này hiện tại thì hãng đang bán đâu đó tầm 600 mấy gần 700.000 cho một cái. Còn hiện tại bên em đang bán là 500.000. Đấy, tổng thể tất cả quà và sản phẩm ở đây chỉ là 1.690.000 thôi các bác nhá. Tất cả ở đây. Ok các bác. Và duy nhất cái bộ này thì có một bộ thôi. Bởi cái bộ này thì những cái mà đầu chuyển khẩu hay là cái cây cờ lê tự động này thì hiện tại em còn không còn nhiều nữa. Nên là chỉ khuyến mại cho mọi người một bộ thôi. Nếu các bác nào mà chốt thì có thể chốt luôn bộ này các bác nhá. Ok mọi người. Thì để các bác có thể là sử dụng sửa chữa xe có thứ, bộ này nó quá tiện dụng và quá là phù hợp rồi. Ok mọi người. Tiếp theo nữa sang bên mặt trên này thì sẽ có những gì? Cái này hiện tại với cái bộ với cái con mỏ led của nhà Baco này. Đây. Đây là con 8073C, độ mở lớn nhất lên tới là 34mm, chiều dài là 305mm này. Với con 8073C này thì bình thường như tất cả các shop khác thì em nghĩ là họ phải niêm yết giá đâu đó tầm 1.7 triệu, 1.8 triệu đến 2 triệu đồng cho một cây mỏ led này. Nếu mà các bác nhập cái đơn vị thương mại nhá, còn bên em đang bán đâu đó tầm 1.5 triệu cho một cái. Thì đây, một con mỏ led 8073C, 1.329.000. Và hôm nay sẽ tặng kèm cho mọi người nguyên một cái bộ trồng của Nhật như này. Nguyên một cái bộ trồng 5 cây của Nhật. Nó sẽ gồm là đây để em lấy cho mọi người nhé. Nguyên một cái bộ trồng của Nhật thì nó sẽ có cỡ là 10 x 12 này, 11 x 13 này, 14 x 17 này,
19 x 21 này và 22 x 24. Đấy, nguyên một bộ tròng Nhật như này. Các bác có thấy là nói chung là 1.329.000, em đố các bác có thể là mua ở ngoài thị trường luôn. Và cái bộ tròng Nhật này có còn duy nhất một bộ đây nhá. Bộ tròng Tonel của Nhật có duy nhất một bộ thôi. Thế nên em có thể khuyến mại duy nhất cho mọi người một cái mỏ led như này thôi. Với mức giá nó có rẻ và có hấp dẫn như vậy. Nói chung là mua mỏ led Nhật được tặng một tròng Nhật là nguyên tại. Hiện tại nguyên cái bộ tròng Nhật này nếu các bác là mua, nếu mà tính sơ sơ thì giá tiền nó phải xem gần cả triệu đồng rồi. Có một cái combo duy nhất tiếp theo nữa để có thể hỗ trợ mọi người là cái combo này. Đây là một cái combo gồm hai món. Với cái bộ này thì em còn hiện tại còn cái cây duy nhất cái này là mới lấy trên tầng 4 về, nó có hơi bị ham dỉ một chút xíu ở cái mặt này này. Thì cây là cây mã hàng là Tone, cây tô vít tự động Tone RDR-S và đây là một cái bộ tô vít nhận điện tử. Đấy thì các bác để kết hợp một cây này. Có thể kết hợp với tất cả mỗi vít ở đây đều có thể kết hợp luôn, đều nó chuẩn 4 ly cả. Các bác kết hợp với nhau này. Và cái thứ hai nữa là các bác có thể kết hợp mỗi vít từ đây sang cái tô vít điện tử này đều được luôn. Đây là hai cái sản phẩm nó khá là liên quan đến nhau các nhá. Thì đây là hai cái bộ dành cho ngành điện tử và giá khuyến mãi cho mọi người là hôm nay nhá, em nói thật mọi người là như thế này. Với bộ này bình thường em đang bán là 850.000 mà hôm nay giá khuyến mãi là còn 739 và tặng nguyên một cái bộ này RDR10S. Thì các bác có thấy là gần như là ngoài trường sẽ không còn nào có cái mức giá nó rẻ như vậy đâu. Và hôm nay 739.000 cho hai món này đó nhá. Giá quá rẻ và quá hấp dẫn rồi. Nên là nếu mà bác nào mà có trải nghiệm thì bác có thể là tham khảo với em nhé. Bởi vì có một bộ duy nhất thôi, bộ đấy là còn cái bộ cuối cùng ở trong cái lô hiện tại rồi. Ok chưa? Còn tiếp theo sau màn này nữa thì sẽ có một cái bộ liên quan đến về kìm. Nói chung là về cơ khí khá là nhiều rồi, thì đây là kìm. Hiện tại cái kìm này 2628GC-200 này. Đây là con 2628GC-200. Bản size lớn nhất hiện tại em đang có của nhà Vaco. Và một con kìm là cán cầm Aeromix, nói chung là dạng cán cầm công cái học và có lốt gạt để các bác có thể là để ra chế thổ thường mở như này. Các bác sẽ không đóng lại được cái kìm. Các bác nhìn thấy là đây nó giống như cả một cái lò xo ấy, nó mở luôn luôn là trạng thái mở kìm. Và các bác muốn tắt thì các bác gạt ngược lại sang bên này giúp em. Giá bình thường em đang bán cây kìm này lên tới cả 1 triệu đồng một cái đấy. Không có rẻ đâu, bởi vì Vaco không có cái sản phẩm nào mà nó rẻ cả. Và thương hiệu của họ gắn liền rất là lâu đời, nó không có sản phẩm nào rẻ. 1 triệu cây kìm này, nhưng mà hôm nay thứ nhất là mỗi 1.150.000 mọi người mua được những gì? 1.150.000 mọi người thêm được một con kìm cắt 43340 của nhà Vha. Hiện tại em đang bán đâu đó tầm 300.000 này. Một con kìm ngọn của nhà Vha 26727 em đang bán tầm 300.000 này. Một con kìm mỏ quạ của nhà Vha của nhà Tone hiện tại em đang bán là 400.000 này. Đấy, thì tổng thể hôm nay 1, 2, 3, 4 món tương này thì em đang bán với mức giá là 1.150.000. Và cái combo này thì có duy nhất là hai tùy chọn hai combo các nhá. Ở cái này thì hiện tại còn hai cái thì sẽ có hai combo để có thể hỗ trợ cho các bác để các bác là săn sale. Ok mọi người. Thì đây là cái combo em nghĩ là cũng rất là tuyệt vời. Nếu bác nào mà chưa sẵn kìm hay chưa sẵn đồ nghề, chưa gọi là có một cái bộ đồ nghề, bộ kìm tốt thì các bác phải lựa chọn ngay cái bộ này các bác nhá. Nói chung từ những cái thương hiệu lớn nhất rồi. Tiếp theo sau này nữa thì sẽ có cái bộ này. Cái này thì sẽ có số lượng ít hơn nữa, số lượng nó chỉ còn một bộ thôi. Đây là cái cây cần tự động mà của nhà Blue Boy. Size này thì nó sẽ là size lớn 1/2 inch các nhá, 1/2 inch của nhà Blue Boy. Với mã này thì các bác có thể biết rồi, mã này không hề rẻ. Hiện tại hãng đang bán là 3 triệu mấy một cái cần tự động này. Em nhớ không nhầm là 3.7 triệu hay sao một cái cần tự động này. RSR 940. Và nói chung là gọi là tiểu Snap-on, con đẻ của Snap-on thì nó vẫn có một cái gì nó khác biệt. Từ cái thiết kế, từ cái tay cầm các thứ, rồi là từ cái nút gạt nó đều giống y ông Snap-on cả. Và hôm nay thì sẽ khuyến mại cho mọi người cái mức giá nó sẽ gọi là giật mình luôn. 1.099.000 cho một cái này. Và tất nhiên là sẽ khuyến mại cho mọi người thêm một cái đầu lắc léo 1/2 inch. Hiện tại cái đầu lắc léo này em đang bán là 800.000 nhá của nhà Vaco. Đấy, thì các bác có thể kết nối với giúp em ở đây này. Thì cái này thì nếu mà các bác ở nhà có khẩu sẵn rồi mà đang cần thiếu cần tự động, thiếu cái đầu lắc léo thì có thể tham khảo, bởi vì đầu lắc léo bất kỳ một cái hãng nào cũng không có giá rẻ. Và Vaco hiện tại cũng vậy, giá 800.000 cho một cái này cũng không hề rẻ một chút nào. Và hôm nay gọi là đúng là tặng free cho mọi người luôn. Giá hai món này là 1.099.000 các nhá. Giá quá rẻ và quá hấp dẫn rồi. Ok mọi người, tiếp theo sau này nữa thì sẽ có một món như này. Thì đây là một cái cây kìm khóa chết của nhà Vaco và sẽ tặng kèm cho mọi người hai món đột chốt có nhá. Nói chung là đục dẹt và đột chốt song song đấy có nhá. Đây thì đây là con kìm khóa chết của Vaco 2951180 này, và tặng kèm cho mọi người là một cái đục dẹt của nhà Tone sản xuất tại Nhật Bản này.
và một cái đục tròn của nhà Tone sản xuất tại Nhật Bản luôn, đều là made in Japan, nó đều dập chìm trên này luôn. Còn cái này sản xuất tại Spain các nhá. Thì đây là tổng thể là 3 món với mức giá chỉ có 699.000 thôi, 699.000 thôi. Các bác bỏ nhẹ lên giúp em, hiện tại cái này em đang bán ngoài thị trường đâu đó tầm 200.000 này. Cái này cũng đâu đó tầm xem 200.000 đấy. Thì các bác có thể thấy là cái mức giá mỗi một cái sản phẩm mọi người mua ở đây đều ít nhất là giá thành nó sẽ rẻ đây được 5-60 đến 70%, giá quá là tốt và quá tuyệt vời các bác. Tiếp theo các bạn này nữa thì sẽ có một món combo tiếp theo này. Thì cái này cho bác nào mà làm dã ngoại thì có thể là rất phù hợp luôn. Cái combo này thì nó sẽ là một cái combo gồm con dìu này. Con dìu này hiện tại em đang bán là 1,5 triệu, 1,5 triệu trên website các bạn biết rồi. Con này là chiều dài là tổng thể 360, bề rộng của cái đầu này nó sẽ là 60mm thôi nhé, 60mm. Đấy, thì đây là một con dìu của Baco. Và tất nhiên là Baco thì rất nổi tiếng với rất là nhiều cưa về dìu, rồi là những cái khẩu, những cái khẩu này, rồi là những cái rũa này, rồi là những cái lưỡi cưa này, rồi là mỏ lết, mỏ liếc, các thứ rất nhiều luôn. Và dìu cũng là một loại như vậy. Và đây, hôm nay thì sẽ khuyến mại cho mọi người một con dìu này sẽ còn là 929.000 và tặng kèm cho mọi người một con cưa đa năng của nhà Baco như này nữa. Thì con cưa này có thể là cưa đa dạng các vật liệu như là cưa nhôm này, cưa nhựa này, cưa gỗ đều có thể cưa được luôn, và sản xuất tại Thụy Điển hết nha các nhá. Và tất nhiên là với hai món như này 929.000, các bạn thấy là trị giá của con cưa này cũng rơi vào tầm 800.000 một con rồi. Thì các bạn thấy là cái mức giá nó đang rất là rẻ và rất là tuyệt vời để có thể hỗ trợ cho mọi người rồi. Nên là nếu mà bác nào mà chốt nhanh thì có thể chốt combo này nhé, bởi vì cái số lượng con cưa này thì em không thể nào mà hỗ trợ cho mọi người được nhiều đâu, đâu đó chỉ tầm 1-2 combo thôi các nhá. Phần gần cuối rồi thì em sẽ sang mọi người một bộ này. Đây là một bộ tuyết của nhà Baco, bộ tuyết của nhà Tone. Với bộ này thì hiện tại nói thật mọi người là sẽ còn cái bộ cuối cùng này. Bộ này thì nó sẽ có cái đặc trưng là thứ nhất là nó gồm cái đầu khẩu của nhà Tone này, cỡ là từ 8 này. Bộ này còn sẽ là cái bộ duy nhất nhá. Cỡ là từ 8 này, 10 này, 12 này, 13, 14 này. Đây nó là đầu khẩu dạng 6 cạnh. 17 này. Đấy, các bạn nhìn thấy là tất cả thì nó đều dập Japan ở trên này luôn. 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27. 30 và 32. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ giúp em là cái đầu khẩu 32 này xem nó sẽ như nào nhá. Nó đều có cái thông số là 32 này, GQA này, rồi là Japan ở trên này luôn. Và tất nhiên là cái mức giá mọi người có thể thấy là sẽ rất là rẻ luôn. Đây, bình thường những cái bộ đầu khẩu như thế này mọi người mua lẻ size giúp em nhá thì đâu đó khoảng tầm là hơn 100.000 đến 200 mấy một cái. Nhưng mà hôm nay tổng thể ở đây nó có 14 cái đầu khẩu và với cái mức giá nó sẽ rất là giật mình luôn. Một cái tay nối dài của nhà Tone nữa này, một tay nối dài 1/2 inch, tất cả cái này nó kết nối được với nhau nhé. Một tay nối dài 1/2 inch của nhà Tone này, một cái tay trượt của nhà Baco này 1/2 inch luôn này. Đấy, tay trượt và một tay trượt đấy, tay công đấy, tay công của nhà Baco này. Và ngoài ra nữa một cái đầu chuyển từ khẩu 1/2 sang khẩu 3/8, tức là các bác có thể là sử dụng khẩu 3/8 luôn nếu mà các bác có khẩu 3/8 sẵn rồi, còn có khẩu 1/2 thì các bác có thể kết nối những cái phụ kiện đây để có thể sử dụng luôn. Ok mọi người, thì tổng thể hiện tại tất cả các món ở đây thì hiện tại em sẽ bán cho mọi người với mức giá là 1,079,000 có nhá. 14 cái đầu khẩu này với cái mức giá xem như em nói đấy, rồi là một cái tay nối dài đâu đó khoảng tầm là 200.000 này, một cái đầu lắc léo này của một cái đầu chuyển từ 1/2 inch sang 3/8 inch của nhà Baco trị giá 300.000 này, và con tay trượt này của Baco hiện tại đang bán ở gần 1 triệu một cái này. Đấy, thì đó là thấy là với tổng thể từng này món thì 1,079,000 có rẻ không, hay là có cái shop nào thứ hai có thể bán được cái mức giá này không thì bác có thể tham khảo nhá. Còn giá chỉ có duy nhất một bộ này thôi. Ok không bác? Và cuối cùng ngày nay thì sẽ có một cái deal gọi là lớn nhất và mắc nhất trong đây em có thể hỗ trợ cho mọi người. Đây, với tổng thể là với cái bộ này thì sẽ đúng là cái mức giá limit của hãng luôn. Đây, mức giá limit của hãng đâu đó tầm 4 triệu thì em giảm cho mọi người 1.000 là còn 3,999,000. Và 3,999,000 với một bộ khẩu hệ inch này không thôi thì thực tế mà nói thì rất là khó để có thể là hỗ trợ cho mọi người được. Rất là khó để anh em có thể mua đúng không? Đây là một bộ khẩu nguyên dàn hệ inch, cần tự động 1/4 inch này, rồi là cần tự động tay nối dài đầu lắc léo, đều là đều là những cái chuẩn thông thường mọi người thường thấy rồi. 1/4, 3/8, 1/2 thì đây là một bộ 1/4 inch này. Còn đây là đầu tuyết thì nó toàn bộ hệ inch, thì để các bác có thể là sử dụng những cái xe liên quan đến châu Âu hoặc làm cái đồ nghề hoặc vặn những cái ốc của châu Âu chẳng hạn. Bình thường mọi người vặn đây là những cái ốc mà thường nó liên quan đến hệ của châu Á này, thì nó sẽ là hệ mm đó nhá. Thì châu Âu hay là Mỹ hay các thứ thì những cái mà các bác làm trong công nghiệp thì sẽ có những cái sản phẩm liên quan đến châu Âu thì bắt buộc là phải dùng những con này. Thì đây là một cái bộ khẩu từ 3/16 inch đến 5/8 inch này. Đây, tất cả các đầu khẩu thì nó đều là cực kỳ là đẹp và cực kỳ chỉn chu. Nói thật mọi người là những cái đầu khẩu đúng là con đẻ của Snap-on các, nó làm những cái đầu khẩu nó gọi là quá là tuyệt vời luôn. Và đầu khẩu đây là loại ngắn, còn đây đầu khẩu loại
Loại dài thì cũng sẽ có là từ 3 phần 16 inch đến 5 phần 8 inch có nhá. Tổng thể nó 27 chi tiết và tất cả chi tiết thì nó đều demo rõ trên này rồi, đều demo rõ trên này rồi. Và 3.999.000 em sẽ tặng cho mọi người cái gì? Đầu tiên tặng cho mọi người một con mỏ led trị giá là 800.000 của nhà Tone, sản xuất 100% tại Nhật, Tone có nhá. Ai có ai nhìn thấy luôn này. Ok mọi người, đây là một con mỏ led của nhà Tone này. Thứ hai nữa sẽ là tặng cho mọi người nguyên một cái bộ khẩu 3 phần 8 inch của nhà Baco như này. Đấy, thì các bác có thể thấy là với 3.999.000 các bác có thấy là gọi là đúng là mọi người mua một mà được ba luôn. Đây, các bác nhìn thấy là một bộ khẩu 3 phần 8 inch của nhà Baco thì nó sẽ gồm là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 22. 16, 21 thì nó ở đây rồi. Và rồi là cần tự động này, tay vặn 1/4 inch đối với vặn tô vít này, rồi là những cái đầu chuyển, đầu lắc léo, mũi vít, mũi điếc các thứ đầy đủ luôn. Bộ này thì hiện tại em đang bán lên tới khoảng tầm là 3 triệu một bộ. Đấy. Thì các bác thấy là với một bộ này, cái bộ này nhá, 3 triệu rồi. Và với một bộ này đang bán là 3.999.000, nói chung là cái mức giá mọi người đã trả nó rất là rẻ đúng không? Lại còn thêm một con mỏ led như thế này nữa. Đấy. Thì các bác nếu mà bác nào mà cần có thể tham khảo ngay bộ này giúp em. Nói chung là mua một mà được hai, mua bộ hệ inch được bộ, tặng bộ hệ mét 3 phần 8 inch và tặng thêm cả mỏ led nữa mà giá chỉ trả có duy nhất có một bộ thôi thì mức giá đấy là quá là tuyệt vời và quá là hấp dẫn rồi. Thế là nếu bác nào mà trải nghiệm cái ưu cuối cùng thì có thể là báo em ngay nhé, vì hỗ trợ thì nó sẽ là chỉ là một bộ duy nhất thôi các nhá, không có bộ thứ hai đâu. Thế là anh em nào cần thì có thể tham khảo với em luôn. Còn hiện tại video cũng rất là dài rồi, bác nào mà cần thì có thể liên hệ một trong hai số hotline em Cương hoặc em Huế có thể hỗ trợ mọi người. Ngoài ra nữa em xin nhắc lại cho mọi người là bạn Hải không còn là nhân viên của Hustle, nên là các bác lưu ý giúp em là chốt thì có thể chốt dưới một trong hai số điện thoại đấy. Và ngoài ra nữa bên em chỉ có duy nhất một địa chỉ là 123 An Dương Vương Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội, thì cái đấy là địa chỉ kinh doanh cũng như là cái địa chỉ gửi hàng để gửi cho mọi người mọi nhá. Nên là lưu ý giúp em là những cái địa chỉ khác còn lại là không phải là thuộc hệ thống của bên em. Ok chưa bác? Và hiện tại bây giờ video cũng khá là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh của Hustle Tool đó nhá.